Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Enzy đây và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với cái series đó chính là Dragon City. Và nếu anh em nào thích cái video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video giúp mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký mình nhé, nhấn rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Và nếu có thể thì hãy click quảng cáo cho mình nhé. Ở đây thì chúng ta sẽ bắt đầu ngay vào một cái sự kiện anh em rất là mong chờ trong tháng này, đó chính là sự kiện đua Heroic anh em ạ. Đó, đây là thông số lắp 7, 10, 12 win hoặc là đạt đến lắp 15. Và chúng ta sẽ rất nhiều những cái op, những cái gọi là ống nghiệm để đổi ra những cái mảnh rồng Legend. À, mảnh rồng Heroic chứ. Lắp 24 sẽ diễn ra rồi, một trang phục cực kỳ đẹp mắt nha anh em. Ok, chúng sẽ vào và chiến thôi nhỉ em. Đây, thì 10 ngày cho tất cả thời gian là 10 ngày để chơi nha. Mình sẽ review qua một chút về con rồng mới nhất của chúng ta. Bây giờ hiện tại là 5 giờ chiều anh em ạ. Và mình cũng vừa vào luôn thôi, chưa có ai đua luôn. Mình có lẽ là người vào đua sớm nhất ở trong cái lần đua này. May quá chúng ta sẽ không có ai là Việt Nam ở trong này. Rất là may nha. Mình có thể xem được thông tin của người ta không? Không xem được anh em ạ. Không xem được nha. Chúng ta sẽ xem nào. Ở trên này sẽ có 15 game ở lap 4 này, 20.000 này. Heroic Object này, có 2 Heroic Object ở lap 7 và lap 10 này. 50.000, cái này nhân với không biết nhân bao nhiêu. Hiện tại không biết nhân bao nhiêu luôn. Lap 15 nó sẽ là một con 2 Fallen Dragon, có đẹp thế. Uầy, đẹp thế nhỉ, giống như kiểu là thần đèn vậy ta. Khá là giống nhờ, anh em thấy giống thần đèn không? Hay giống con gì? Hãy comment ngay xuống phía dưới nhé. Rừng sừng nó như ở sừng dê vậy ta. Nó sẽ có là hệ bóng tối, hệ pua, hệ gọi là hệ đất và hệ chiến binh. 36 trên cái gì đấy này. Heroic Trade. Cái này là trao đổi Heroic lap 17. Lần trước là mình đạt được lap 17 anh em ạ. Heroic Joker Orb là lap 20. 500.000 và nhân với một cái lượng thời gian thì mình không biết nó nhân đến bao nhiêu nữa. Felon Armor. Để cái bộ giáp của Felon. Ui, giáp vàng, giáp hoàng kim à. Ở trên thì nó sẽ rất là nhiều. 60 off của Felon để có thể nâng cấp sao cho nó. Trên này sẽ là trứng. Ui, lap 47 là Legendary này. Mythical, trứng Mythical là lap 48 này. Heritage là lap 49 này. Thêm trứng luôn này. Dã man nha. Ok, thì mình đã có một cái gọi là bảng thời gian hồi từ lap 1 đến lap 5 rồi. Có một bạn đã gửi cho mình. Trên kia thì vẫn trên Dragon City GUI vẫn chưa cập nhật cái map. Bây giờ cập nhật thì mình sẽ cho anh em xem. Rồi, chúng ta sẽ xem luôn. Ok, đây thì mình đã có map rồi. Thì mình sẽ cho anh em xem luôn, quay trực tiếp luôn nhá. Rồi, chúng ta sẽ quay trực tiếp, tiến hành quay trực tiếp luôn. Đây. Đây là cái lap 1 thì không phải hồi anh em ạ. Có phải hồi một đoạn này. Đấy, không có cái này thì cũng hơi bị mệt nha. Chúng ta sẽ lấy food trước. Lấy food xong mình trồng lại cái food. Anh em biết là food gì đấy, mình sẽ trồng lại food 5 đồng. Chính xác là food 5 đồng. Đừng ấn 14M là hơi bị mệt đấy nha. 50 đồng, 50 vàng. Bên này cũng sẽ là 50 vàng. Đây, ok. Rồi, chúng ta coi như là người đua Heroic sớm nhất ở Việt Nam ấy. Có thể là đua sớm nhất ở trên thế giới chăng? Cũng có thể, trừ những thanh niên nào có sẵn rồi thì mình không nói. Như Fablue Joker thì đã có từ cách đây mấy hôm rồi cơ. Thế thì chịu bó tay. Những người chơi chân chính thì chưa có. Chắc là chưa ai đua đâu. Mình vào đúng kíp giờ luôn đấy. 5 giờ, căn đúng 5 giờ để vào luôn đấy. Rồi, ok. Có lẽ clip này sẽ có nhanh thôi anh em ạ. Mình sẽ làm tầm khoảng 15 phút thôi để có thể đưa cho anh em xem ngay và luôn. Rồi, cố gắng đua này anh em. Lần này hạ quyết tâm là lắp 24 nhưng không biết có liệu có được không. Cho sẽ cố gắng hết sức nhá. Tính toán hợp lý một tí là ok. Ok con dê luôn thôi. 50 đồng. Đấy, bên này cũng sẽ là 50 đồng. Rồi, ok. Full nữa nhỉ? Không có hỏi chấm mà chúng ta sẽ đủ đấy. Rồi, ok, chúng sẽ làm nhanh nhiệm vụ thôi anh em ơi. Thì chắc là để ngày mai thì mình sẽ nạp vào khoảng bao giờ nó có sự kiện giảm giá khoảng 400% thức ăn ấy, thì mình sẽ nạp vào khoảng một củ để lấy khoảng 70M thức ăn nhá. Để xong dồn cho bọn kia nó ăn cho nó khỏe lên. Ví dụ như con một sao chẳng hạn, rất là ngon, con Heroic một sao của chúng ta ấy. Ấn lag. What the hell, chắc có vẻ nhiều người vào quá chăng. Mình sẽ tắt bớt cái web đi.
Nhiệm vụ thứ tư thì sẽ hồi một tí này. Nhiệm vụ lắp 2 thì chúng ta đợi khoảng một nửa tiếng này. Mình vẫn cần xem cái này. Trời ơi, mình có bật cái gì đâu, nó nặng quá chăng. Ui, cái đồ họa hình ngoài đẹp thế. Ui, nhiều dã man nhờ. Thần lửa, thần lửa nhưng nó lại có cái màu tím tím xanh xanh. Không không hợp cho lắm nhờ. Đáng lẽ phải là cả cây nó phải là lửa chứ. Kinh phết, con này nhìn trông. Ui, tại sao nó lag lên thế rồi. Mình cũng không thể hiểu được luôn. Tôi cũng bó tay luôn. Đó, sẽ đợi một tí để nó có thể vào đã. Nó đang loát. Anh em đợi một chút nhá. Ok, hiện tại là chưa có giảm giá 45% thức ăn anh em ạ. Nên là cứ từ từ đã. Rồi, chúng ta sẽ bên này thì thức ăn sẽ cần phải lấy ngay 700 này, 700 là hoàn hảo. Vì tưởng là lát nó giật ra ngoài cơ. Đấy, hiện tại chúng ta đang cố gắng đua lên đây. À, cái này là nhiệm vụ cho thức ăn rồi anh em ơi. Nhiệm vụ cho thức ăn rồi nha. Không phải lấy thức ăn. Nhìn nhìn nhầm à. Thế bó tay. Rồi, chúng ta sẽ lấy thức ăn cho thức ăn à. Cho thú ăn thì mình sẽ lấy mấy con Tera, tê rủng các kiểu ra cho nó ăn nhỉ. Đây Tera đây, Tera đây. Mình cần phải mua thêm một số con Tera đấy anh em ạ. Cho nó ăn khoảng 4 4 viên thôi, một con bọ này, hai con bọ này. 3 này, 4 này, rồi xong, xong xong. Xong ngay vào luôn, chúng ta có đủ 4 con bọ rồi và mình sẽ bắt đầu là cho ra đây. Chúng ta sẽ cần lấy gôn. Gôn thì cực kỳ là nhanh chóng rồi, không có gì là phải bàn cãi ở đây. Rồi, chúng ta lấy gôn xong nha anh em. Ở gold mình sẽ lấy khá nhiều bên này nữa. Chúng ta sẽ tiếp tục là feeding cho dragon. Chúng ta sẽ cho thú ăn này. Có lẽ là vậy, chúng ta phải cho thú ăn. Đây đây đây, có ngay một con. Đang đang không có con nào thì đang thì nó ở ngay đây rồi. Đấy, rồi. Xong chưa ta? Rồi, chúng ta đã xong và bây giờ mình sẽ bên này ấn vào đây. Chúng ta tiếp tục. Nhiệm vụ thứ tư là chúng ta phải đợi à? Ok, như phải đợi đúng không anh em? Theo như những cái gì ta biết, chúng này sẽ phải đợi rồi, chắc chắn rồi. Đúng rồi, chúng ta đợi trong khoảng 3 phút thôi anh em ạ. Nếu anh em không muốn tốn 3 phút thì có thể dùng một game. Có lẽ mình không muốn thôi tốn thời gian của anh em chút nào cả, nhưng mà thôi, mình sẽ đi làm nhiệm vụ khác trong quá trình đợi cái đấy cũng được nha. Temporary quest của chúng ta sẽ có Gold quest, có Sunset. Có hai cái này nhưng mà vấn đề là mình sợ là sẽ có nhiệm vụ quét thì sao. Đây là sẽ xem được cái này có quét hay không thì biết ngay. Cái này không phải là quét này, chắc chắn rồi. Cũng không có quét rồi anh em ạ, hình như là không có quét. À, cái hình thuyền này á. Cái này là cái gì ta? Từ từ nha, hình thuyền, hình cái này thì hình như là phải có quest thì phải. Chúng ta sẽ để dành một tí vậy. Nó ra nhiệm vụ khác cũng được. Đấy, thứ làm mà Liquid cũng để lại này. Chỉ có một cái Master Flame thì người ta có thể đánh thoải mái thôi. Đấy, cái này thì đánh thoải mái. Book bắn lên và đấm nó này anh em ơi. Tiến lên tấn công nào. Master Flame 3. Ui, team khỏe thế. Poor Dragon với 5 sao. Rồi ok, mình sẽ đánh đánh cái con này, Vulcan. Dĩ nhiên Boulder thì sẽ cần một con hệ chiến binh khỏe khỏe một tí. Có ngay Boulder, có ngay Snapper thì cần một con hệ lửa nó khỏe một tí là xong ngay. Đấy, như thế này là hợp lý. Chúng ta sẽ đợi khoảng 3 phút để nó kết thúc cái kia. Đấy, cái này phải đợi 3 phút này. Xong cái sau thì không phải đợi. 5 sao level 30 thì cũng chỉ 43.000 máu thôi. Nó chỉ đến đến cái mức độ thế là cùng lắm rồi, cũng không hơn được. Tăng công à? Đấy chà, tăng công ta khỏe thế này nhỉ, đúng không? 60% đam này. Đấy, phải như thế này chứ, đúng không? Rất 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 tốt luôn. Xong rồi, chúng ta sẽ có là 12 trên 20. Pangen, Vulcans, Forger. Đánh cái gì đây? Ok, Pangen à? Pangen thì đánh được, Vulcan đánh được, Forger thì cần sấm sét. Cũng đánh được, theo mình nghĩ sẽ vẫn đánh được thôi. Không có gì nhiều cả. Thoải mái đi. Polo Marines rồi, tấn công phát nhờ. Một phát chết luôn anh em ạ. Uầy, đã mà. Con này không có chiêu khắc hệ. Cả team này thì thử để con này đánh trước đi á. Cho nó giảm máu đi á, xong rồi tính sau. Có một con Vulcan nhá. Và chúng ta cần phải giết nó. Quan trọng như vậy. Rồi, thì con này luôn. Một phát nãy cần đánh được rồi.
Khắc hệ à, anh em ạ? Khắc hệ thì mình cũng khắc hệ nó mà. Đâu phải xoắn đâu. Ui, 63.000 máu. Chiêu khỏe có khác nhờ. Dã man. Rồi, 15/20. Ô, mấy trận này có vẻ dễ dàng chúng ta thật đấy. Đánh có vẻ ngon. Đang có vẻ rất là bon. Bon bon quá nhờ. Ok. Dias, Dias đây. Một chiêu một con. Thế thôi, không nói nhiều. Cứ một chiêu một con cho mình. Gogo này thì nó là hệ primer thì nó lại không đánh được. Phải hệ vô cực ở đây cơ thì đánh được tốt. 61.000 máu này. Unicornio. Rồi chúng ta sắp được cái hòm bên này. 18/20. Ok, không biết là đủ 3 phút chưa ta? Xong 3 phút chưa nhỉ? Chỗ này đánh vẫn là rất là ngon, vẫn là tuyệt, đánh vẫn là thoải mái. Và kiếm hòm, đi kiếm hòm như tội cái gì mà không đánh. Con này nó chẳng có hệ đếch gì cả, mình đếch vì sợ. Ui, không chết nhỉ? Nó cũng khỏe đấy. Đánh lan sang cái con phía sau nhỉ? Boulder của nó 2 sao và level 29. Ây à, ây à, thấm phết nhờ. Con này có hệ gì? Con này thì không sợ, chỉ cần bóng tối thôi. Nó hồi máu cho nó. Ui giời, 32.000 máu này thì đấm không cũng chết rồi. Xong ngay nhờ. Ở chúng ta để dưới cái nhiệm vụ là tầm khoảng 32 phút thì ta sẽ nên dùng game. Skip qua cái đấy thì hợp lý hơn. Bên này có Antimeter, có Glorious, có vân vân và mây mây. Đủ thứ. Có Coyote, có Timeless, có gì Timeless còn sắp lên cấp cơ. Chứ đừng có đùa nha. Rồi, rồi, rồi. Một đống, đống kinh ấy đó. Bây giờ mình không muốn đánh nữa tại vì chúng ta cái hòm nó có chưa hồi lại. Đấy. Ok, bây giờ sẽ cho thú ăn. Cho thú ăn. Đây, đây, có mấy một số con level thấp cho nó ăn lên luôn. Đúng không nhỉ? Đấy, được rồi, xong rồi anh em. Hiện tại mình đang vẫn dẫn đầu, không biết có ai đua chưa? À, chả, có một người đua rồi này anh em. Ây chả, sát đi rồi, game phết nhờ. Đua đâu? Mình sẽ là con Transmute Station đây, vẫn level 34 thôi. Vẫn đang là 1 sao anh em nhá. Rồi, con này thì nó khá là dễ dàng thôi. 42.000 đâu với 13.000, không sao. Không vấn đề gì cả, level 32 đã khỏe lắm rồi đấy. Ở đây nó có thể dùng vào một game. Ồ, ok. Có thể dùng 2 game. Đã phải đợi khoảng 14 phút thì phải đợi dùng 2 game. Mình sẽ chơi này luôn cho anh em xem luôn này. Đỡ phải đợi nhiều. Chưa gì thanh niên đã đua rồi đấy ạ. Có vẻ khá là căng thẳng. Cuộc đua này khá là căng này nhỉ. Ten 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 ten. Gì đây cưng? Hello cưng. Rồi. Có gì đâu. Đơn giản. Chiều này thì con này luyện cấp luôn cho nó. Luyện luôn cái mức độ rank cho nó. Xong. Ok. Được cái hòm đầu tiên anh em ơi. Ten 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 ten. Có gì trong này? Chúng ta sẽ có Aquamarines. Rồi chúng ta sẽ cho thú ăn. Và chúng ta sẽ tiếp tục lấy food anh em ạ. Cho thú ăn. Và lấy food. Đấy. Cho thú ăn thì mình sẵn sàng rồi. Chúng ta lấy food trước xong rồi cho thú ăn sau thì nó mới gọi là nhanh được. Đúng không? Chính xác. Bên này thì chúng ta level 1 đâu nhỉ? Level 4 thì tại level 4 không phải level 1. Nhiệm vụ này thì không cần phải hồi nên chúng ta có thể thoải mái mà chơi đi thôi. Cho ăn full luôn, cho ăn lên cấp 10 được. Cho hơn 100.000 thức ăn cơ, thoải mái đi. Rồi, bán. Bây giờ là bán. Level 8 này, level 8 cho mấy con này lên level 10 luôn. Ok, mấy con này không bán làm gì nhá. Gen Dragon này không biết là đủ con bọ chưa, hình như là đủ rồi. Trong này nó không hiện bọ ra nữa anh em ạ. Bọ đủ rồi nhá, bây giờ lấy thức ăn thôi, chúng ta còn thiếu khoảng 3 cục thức ăn nữa ta sẽ xong nhiệm vụ này. Thanh niên kia đang có vẻ như đang hơi chững lại rồi. Nếu mà không dùng gen thì phải đợi thôi. Thanh niên lap 2 này. Đúng rồi, lap 2 phần thưởng ra là cái gì ta? Ở đây lap 2 chúng ta sẽ là một cái hòm à? À không, lap 2 là sẽ burning á. Được tặng ngay con burning nhỉ. và phần thưởng chiến thắng. Ngon. Con gì đây? Con này con Forgotten ta có rồi anh em ạ. Tưởng gì Forgotten có từ lâu rồi. Có Skull. Skull mình cũng có rồi. Ba con này đều có hết rồi. Con Monash chúng ta có rồi. Chỉ có một con Heroic thôi. Quan trọng là Heroic và Heroic thôi. Còn con kia không quan trọng. Một cái nào. Đây rồi, vừa nói xong chẳng lại không được cái nào. Thì hơi buồn cười. What the hell. Vẫn còn thiếu một cái này.
Ô, thêm một cái này. Đợi tí anh em ơi. Chúng ta phải đợi thôi, không có cái nào khác phải đợi rồi. Bên này thì đang sinh sản các thứ mình đang để sẵn đây để tí nữa sinh sản cho nó nhanh mà. Cũng hơi 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 cấn tí nhỉ, chỗ này là sinh sản nhiều phết đấy nhỉ. Mấy con này đợi lâu phết, con này 17 tiếng kìa. Thì tốc độ chúng ta sẽ giảm xuống khá là nhanh thôi. Nó sẽ hơi 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 chậm một tí. Rồi ok, chúng ta sẽ cho lên thêm một viên thức ăn nữa là hợp lý rồi. Hợp lý rồi đấy. Bây giờ sẽ lấy gold anh em ạ. Lấy gold nhá. Ok, lấy gold thì nó rất là đơn giản. Lấy gold là một cái nhiệm vụ gọi là dễ nhất quả đất từ trước đến nay luôn. Thoải mái đi. Rồi ok, chúng ta sẽ lấy toàn bộ gold có thể lôi ra được ở trong này. Thoải mái. Ôi, gold xong hết rồi. Chúng ta sẽ cho thú ăn. Đấy, cho thú ăn thì nó lại hơi 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 điên điên một tí. Nhưng chưa có vẫn level 1 đây. Ngon. Con này thì không thể nào mà lai được. Có rất nhiều rồng ta có thể lai được thì đây ví dụ con này này. Anh em đặt tên con này là gì thì hãy comment ngay xuống dưới nhé. Con live beam. Con này cũng là con mới mình chưa tờ test đấy, từ ngày xưa luôn đấy, đẹp phết đấy. Đừng có đùa với anh. Ui, cái viên kim cương nó sẽ bị rơi ra. Nó cho cái gì vào anh em ạ? Cho pin à? Có phải cho pin không? Nhìn trông khá là dị. Con live beam nhá, anh em đặt tên là gì hãy comment ngay xuống dưới nhá. Cho thú ăn. Đây này, đánh này phải hơi lâu này anh em. Thấy chưa? Xem nào. Cái đánh nhau thì có thể skip qua được, không phải vấn đề gì cả. Không vấn đề gì là quá lớn nữa chúng ta. Thoải mái đi. Chơi khi xịt, ôi biết ngay mà. Chơi dễ xịt cực kỳ nhá. Lợn nhựa nhà mày. Spacy Dragon. Rồi, Deadly Dragon. Collect Food này, cái nhiệm vụ 4. Nhiệm vụ 4 nốt 2 à? Tiếp ta xem thử xem nó phải đợi không, hình như phải đợi trong vòng 30 phút thì phải. Nhiệm vụ 4 nốt 2. Chúng ta sẽ xem luôn. Đây, nhiệm vụ 4 nốt 2 đây. Hình như hơi sai sai. À, nhiệm vụ 5 nốt 1. 4 nốt 2. Thì chúng ta sẽ lấy được 4 cái và đợi khoảng 32 phút anh em ạ. Ấy chà chà. Lâu rồi nha. Tiếp theo thì là một cái nhiệm vụ ở Balas Diga 1 2. Cái này thì nó không phải hồi. Nốt nốt 3 thì sao? Nốt 3 thì nhiệm vụ cuối phải hồi trong khoảng 15 phút thôi anh em ạ. Không vấn đề gì cả. Rồi, chúng ta sẽ thử xem như thế nào. Có mấy cái nhiệm vụ hình cái này thì nó hơi lâu này. Hay nó có ba cái này thì phải hơi lâu này, phải đợi này. Nếu mà có game thì có thể xả game mà đua thôi. Có game thì nó lên nhanh lắm. Chắc em sẽ tắt bớt cái này đi phát. Rồi, ok. Cho đấy 4 cái và nếu mà có kia thì mình sẽ dùng game luôn hoặc là dùng cái quay số này luôn cũng được này. Không vấn đề gì cả. Đấy, nhá. Bây giờ đợi khoảng 13 phút thôi. Theo mình thấy nó cũng không ấy lắm và hiện tại là chúng ta vẫn đang ở ở nốt 1 rồi, lắm 1 rồi. Đó, có lẽ thì chúng ta sẽ nốt 2 chứ. Và có lẽ thì ta sẽ kết thúc tập này nhé. Xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của tựa game đó chính là Dragon City. Xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye.